Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình đã nghiên cứu hai cái lâu đài đó rồi. Thì kiểu như là nó không có cái phần ở trong luôn, chỉ có phần ngoài thôi. Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để mình giết mấy con play là ok. Không có cần phải giết mấy cái gương làm gì hết. Kim cương thì có thể đào thế giới. Rồi tập này mình sẽ kiếm thêm đồ ăn. Làm một cái khiên. Làm luôn giờ đi. Gỗ nữa. Gì? Ý lộn lộn. Cái này để trồng cây. Giờ thì có lần mình cầm sao đốt mà nhảy xuống dưới đây mà mình không để ý cái chỗ này có miếng nước ở đây nè. Nhảy đây cũng được. Giờ thì kiếm thêm đồ ăn mới được. À đúng rồi, sáng nay nó 18 chen luôn. Để làm vài cái kệ sách nữa mới được. Mà kệ sách làm sao quên ta. Nên không có để luôn. Để vô lâu thử. Nhớ không? Có gỗ. Cái sách. Đây. Hình như là như vậy. À đúng rồi. Chi nhớ mình cũng còn hơi hơi tốt. Thiếu gỗ rồi. Cái này được không ta? Được được. Đặt nó như vậy nè. Giữ này vậy. Rồi từ đây đi thẳng vô. Nó đang hấp thụ mấy cái kệ này vô rồi thấy không? Thì enchant của mình sẽ mạnh hơn. Giờ cúp đi. À quên. Mình quên đủ thứ hết trơn vậy. Ủa lapis đâu? Chưa có lapis. Chưa có lapis. Thì tập này mình đi kiếm lapis. À đúng rồi, đồ ăn. Giờ không biết là ăn chay hay là ăn thịt bây giờ. Ăn thịt đi. Cho nó nhanh. Tôi bị ngồi nhóc chân nè. Tôi mỗi một trái là một mặt luôn á. Này ngố quá. Úc. À, kêu cho nhanh. Thù ở đâu? Nếu bạn nào không biết thì con ngựa này không ăn thịt được nha. Chỉ để cưỡi thôi. Mấy sợi dây thừng để... Ủa? À, mấy cái... yên để cưỡi ngựa này nọ thì trong lâu đài, trong mấy cái chỗ mà có kho báu có. Nhưng mà ở mấy trong mấy cái hầm ngục cũng có nữa, chỗ mà có cái zombie spawner này nọ cũng có những cái yên ngựa. Tiện tay đào luôn. Nhìn đống này nó ấn ấn sao? Yeah.
Để hết đồ ăn quá vậy. Ngựa không à? Thế toàn là ngựa không à? Mới có 5 cục này, 3 cục này, cần thêm rất là nhiều. Tại vì tí nữa phải đi xuống cái hang để kiếm lapis. Đi bò rồi. Không biết sao chứ chạy bình thường không được, phải nhảy. Ù quá trời luôn. Rồi dư sức đi xuống đấy luôn. Ok giờ về nấu. Trong lúc nấu thì sẽ đi kiếm cái hang hả? Hay là xuống dưới này lại ta? Xem chết. Mình nhớ bên kia có cái hang mình chưa có khám phá nữa, nên chắc là đi bên bệnh. Hay là cây cung luôn. À, không có dây, không có tên nhỉ, không làm được. Giờ sẽ không có nhiều thứ quá vậy. Thì không cần thiết lắm. Chầm hỏng. Toàn là mấy cái gì không à? Giờ phải dùng một cái. Khi mà gặp trường hợp mà mấy cái mà enchant nó dở như vậy nè thì bạn dùng một cái món đồ khác, xài cái thấp nhất vậy nè thì mấy cái này sẽ được reset lại. Xong chưa? Ok. Rồi đi xuống địa ngục thôi. À quên quên, đi xuống hầm. Cần chỉ kiếm lapis thôi, không cần hàng chi. Go. Lộn đầu, lộn đầu. Đây. Đúng, 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 đúng. Ok, quá. Zombie kìa. Nó cũng gớt vô khoai tây nữa. Zombie mà gớt khoai tây. Ê, hết hồn. Ồ. Cái này không có bự như mình nghĩ. Thôi đi bên kia đi. Sẵn biết hết rồi. Tối rồi, tối rồi, tối rồi. Nhà mình đâu? Lẹ 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 lẹ. À. Cái tối gì mình chỉ sợ Reaper nổ banh cái nhà mình thôi. Vừa kịp. Bây giờ mình sẽ đi bên này. Chia nào khác. Giống nhân loại quá ta. Đi đi.
Ý. Đó là cái tập đó mình phải làm gì nè. Đơn giản vậy thôi. Trở lại cái chỗ cũ. Nên không ta? Hay đi cái đường mới vậy? Nơi này nhìn cũng... Ồ... Rộng quá. Cái đường xuống nè. Cái này mình đi rồi hả? Thì quá, thì quá. Không. Man, cái gì đây? Cốt hồi máu. Không luôn. Trời, tự nhiên nó nhảy tiện cho nó sao? Hết hồn hết chưa? Sao rút bài vậy? Đọc lâu quá trời vậy ta. Ồ, khỏe rồi. Nãy như là phim kinh dị gì. Dưới này cũng như phim kinh dị luôn. Rồi. Nè có dây nè, tí làm cái cung. Ồ, đau với nó. Nhiều gì? Sao lưng nữa, sao lưng nữa. Thôi, đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Mày, mày. Nữa hả? Ủa ai vậy chạy? Không. Về luôn đi. Cái này khó hiểu vậy ta. Thì em cắm hai đốt đây thôi vậy. Chốt cộng. Bắt cái này lại. Nhớ không lầm thì như đâu đây có cái con mà quỷ skeleton mà mặc nguyên bộ giáp màu vàng á. Nào mới đúng ta. Ô tôi đâu có kiếm cái này đâu. Sao mà cho là dân từng miệng thì phải lấy thôi. Uổng quá, uổng quá, không biết dưới có nào nhân thạch không. Có. Phải mà có enchant là lấy một lần được cả đống kim cương. Nhưng mà gì cũng được. Ta hên quá vậy. Đang ở từng mấy đây? 13. Hay là đào thẳng kiếm đại luôn ta. Ta biết tỷ lệ ra cũng cao. Thì kiếm vòng cái đi. Rồi anh giấu, giấu, không qua đường về. Đây. Cầu dưới này nữa. Chỗ này mình block được không? Thôi quay lại chỗ nãy đi. Restore nè. Để luôn. Tụi nó không bể chứ. Ừ, nghe tiếng gì đó. Chỗ này cũng chưa đi bao giờ. Vô luôn. Ủa? Ở chỗ nãy không? Ở chỗ nãy nè. À, gì mình mới nói chưa đi bao giờ. Hehehe.
Đèn sò đốt theo không? Không. Đèn cái từng máy gì? 9. Thấp quá. 11 là maximum. Đây, thẳng qua luôn. Cái đầu thẳng gì nào gặp lo biết thôi. Ồ để đánh dấu chỗ này lại mới được. Ê... có khi không sao. Ở đây gì xong chút mày nhá. Sao ra bắn chút được ta? Rồi à, không có sâu nước, không có sâu nước. Ở sao qua tùm lum hết vậy? Có thể mình bắn hai lập hết, còn lập hết đâu đem siêu gót xuống dưới thôi đi qua luôn. Còn ta ờ không nhìn kỹ là bỏ qua rồi. Thôi là chạy đem sau đó xuống đi. Thấy ghê quá. Dạ ơi kim cương hoài vậy. Mặc dù là ổn nhưng cũng phải thu hoạch thôi. Khỏi lấy kinh nghiệm luôn. Không giỡn không giỡn. Zombie hoài không có hứng đánh. Kim cương chưa lấy thì bị zombie cái gì. Đi không được á. Mình nhìn gì hả? À à đây đây. Đây ông ta. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Không có chơi. Đúng thôi. Còn đường ra kìa phải không? Nhìn thấy nó ngon ngon sao. Thôi giờ mình làm cái vụ này đi. Thẳng lên luôn. Bật. Sao mình biết đường vô lại ta? Đây nè. Ở đâu ngoài đây nè. Ê. Đỡ mày. Bắn đi. Bắn. Cho này sáng lên. Nhập zombie hoài. Giờ xây thẳng lên trở lại. Ra ngoài. Rồi ha. Ngay đây. Đào cái là tới luôn rồi. Mà mày nhảy xuống nó vui hơn. Sao đốt đâu. Trời ơi sao quên được hay gì. Bây giờ thì cái này vô. Cái này luôn. Rồi có cung rồi, có cung rồi. 1, 2, 3. Ủa có đây nè. Cái này sau này mình sắp gọn lại. Cái này chắc không xài mà làm mỹ dục thôi.
Cái gì vậy? Cái này làm gì ta? Tôi kệ để lại luôn. Cái tay. Tôi sẽ tách nó ra luôn đi. Cái bột xương này là để cho mấy cây nó mau lên hả? Mau mọc lên á. Cái cung. Cung làm sao? À. Rồi. Hai quặng là đốt là ổn than đó. Rồi cả đống than mới ổn. Vô. Một cục than nấu được đốt được 8 miếng gì đó. Cái gì đốt được là đốt được 8. Rồi. Sắp xếp, xếp. À, ok, đẹp rồi. Ơ, thì tới nữa. Xuống dưới chứ mà trời ơi tao quên quá. Có nước rồi thì là khỏe rồi, đi thôi. Ờ ta giấu chỗ này lại, tắt luôn chỗ này lại đi, không quên đi thẳng dọc nữa. Rồi coi như này là đánh dấu đi. Kim cương, kim cương. Ê. Thì ghê lắm. Ủa, đường nào ta? À đây, đây, đây. Thì... không có mấy cái đuốc là mệt lắm. Ở đâu? Ở chỗ này đâu? Trời ơi, đừng có quên nữa coi. À ta không có cung nè. Hello. Ui. À. Mà trúng gì? Thôi 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 ăn ăn cái. Không solo cung đâu. Ui. Tặng cái thứ này. Thứ. Cháy, 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 cháy ghê. Chuyện gì? À lộn khai. Ủa đi đâu ta? Có thấy gì chả gì? Cái này không? Đúng rồi. Mình nhau thay chỗ này mới được. Chỉ nhớ này là không ổn. Rồi. Có gì dưới không? Hi 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 hi. Ủa, cái tiếng xe ta. Không có gì hết. Chào kim cương thôi. Sao nó ngoài đây? Rồi. Hai cục vậy thôi. Trời, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Để tôi cần lá biết nè, lá biết ở đâu? Nhanh không đi. Tính ra chỗ này cũng nhỏ xíu. Ừ, lá biết đâu rồi. Thường nó biết xuất hiện từ mấy ta? Ê kìa 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 kìa. Pew. Nhiều khi chơi cái lapet mình bỏ qua luôn, không lấy luôn. Khinh, giờ kiếm. À. Hồi qua đường về đây.
Kỳ lắm. Ơ nhiều quá. Cái gì? Ender. Nhớ đây rồi. Không nói thêm. Đi về thôi. Ender, Ender, hết hồn, hết hồn. Trời ơi, đâu bò ra vậy ông nội. Rồi, quá đường về thiệt rồi. Đừng chơi thôi. Nói chứ quên thiệt á. Nên ngon vậy. Rồi đi về thôi. Cũng hơi tốn level. Tại vì enchant như xịt. Tí mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi cách để reset enchant. Mình nhận ra ngược mình đó. Ok, thêm đường nữa. Fuck. Tụi này hoài vậy ta. Lên. Bây giờ chưa xài tới cái cung luôn. Cái làm chi. Fuck. Lên lại. Không có gì phải mất bình tĩnh hết. Mình là người lớn rồi, mình phải bình tĩnh. Không có được mà kích động như vậy. Cuối cùng mình cũng lên thôi. Cái gì phải kích động hết. Xong. Thấy vô. Để xài cho gì ta, khoa dục đi. Dục cái này, dục cái này. Có dục một lần hết được không ta? Không. Mình nhớ là không. Giờ thì end. Cúp cho nó. Thôi, bộ đồ đi. Cũng chưa làm được ứng cương đâu. Giá này còn xài lâu lắm. Đồ bệnh. Đồ bệnh. Làm cái này đi. Bảo vệ, bảo vệ, chậm hỏng. Chậm hỏng không cần lắm. Có bảo vệ thì xài. Nguyên bộ đồ mình luôn. Đúng. Coi có cái nào được thì mình mới lấy. Nhờ bảo vệ một này cũng được à. Không bị ổn level. Này làm cho cái áo đi. Tốn 4 level nè. Đồn tối 1 level. Đâu quá không chơi. Sắc bén. Hình như là tăng đam phải không ta? À ha ha, quên quên quên. Cái này quan trọng hơn. Cái gì? Fortune. Hiệu sức. Phải không? Phải cái này không? À không, cái này là efficient phải không? Efficient là đào nhanh hơn thôi chứ không có gì. Thôi reset tiếp. Này cũng được. Ý, thêm cái gì nữa kìa. Bảo vệ khỏi sát thương khi gây. Bây giờ tiếng Việt kìa khó đó, khó. Khó hiểu quá. Bây giờ chơi toàn chơi tiếng Anh không à. À quên cái này. Hiệu sức chậm hồng. Trời ơi, chắc reset nguyên hết nguyên vào này luôn quá. Tốn level quá. Được sức. Được.
Chị ơi, cho tôi cái gì đó. Làm kiếm luôn. Không làm kiếm, ghiều đi. Thật hoa làm ghiều luôn. Hay làm một cái cúp khác cũng được, cúp khác cũng được, dù sao cũng cần tới. Cho tôi cái gì đó tốt tốt xíu coi. Quên. Tao bỏ này ra đi. Ư. Điều sức. Không, không. Why? Chắc là phải kiếm tủ sách. Đào hết nguyên một dòng luôn. Thì chắc là sẽ ra cái tốt tốt xíu. Bây giờ thì... Ồ, nhìn đẹp quá. Nhìn như BD vậy. Bây giờ thì... Kết thúc tập này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Bye bye.